Hello, chào mọi người, mình là Thương từ kênh YouTube Yogi Travel. Chào mừng bạn tới với bài tập về cái thắt lưng của ngày hôm nay. Thì bài tập về vùng thắt lưng, phần lưng dưới là cái phần này nè bạn, ngay cái phần phía trước là eo thì phía sau là phần thắt lưng. Thì đây là một trong những cái nhóm cơ rất là nhạy cảm đối với những người mà chơi thể thao nhiều, có thể là dễ bị chấn thương nhất khi mà bạn tập thể thao nếu mà phần cơ bụng trước này của bạn không khỏe. Và phần này cũng là cái phần mà dễ ảnh hưởng nhất khi mà bạn ngồi làm việc máy tính cả ngày nhiều mà bạn cúi người xuống, thì cái phần này cũng là phần chịu lực và làm cho bạn bị mỏi và đau. Và đồng thời có thể là bạn bị bệnh lý thoái hóa hoặc là thoát vị địa đệm, phần này cũng rất là xảy ra khá nhiều đối với những bạn trẻ ngày nay. Thì bài tập hôm nay giúp bạn kéo giãn, thư giãn lại phần này, giúp bạn thoải mái hơn, dễ chịu hơn, có thể là ngủ sâu hơn, đỡ đau mỏi hơn nha. Nào mình trải thảm ra và bắt đầu bài tập hôm nay thôi. Bạn hãy ngồi thẳng lưng lên trong cái tư thế mà bạn thấy thoải mái. Vậy vì đây là một bài tập ngắn, mình chỉ có hít thở 3-4 nhịp trước khi mình bắt đầu nha. Ngồi để cho cái mông bạn có thể lắc qua bên này, lắc qua bên kia, cho cái mông bạn ngồi thoải mái được dưới sàn. Sau khi bạn cảm thấy phần mông mình ngồi thoải mái, bạn đặt hai tay lên đầu gối và bạn nhắm mắt lại. Nào bạn hãy hít thở cùng với mình. Mình hít vào một hơi sâu và dài, mở căng lồng ngực lên. Sau đó bạn thở ra một hơi thật dài, thả lỏng lồng ngực, mềm vai, đẩy hết khí của bạn ra ngoài. Lặp lại một lần nữa, bạn hít vào một hơi sâu. Và bạn chậm rãi thở ra, thở dài hết, đẩy hết khí ra ngoài. Một nhịp cuối cùng nữa thôi. Hít vào một hơi dài, sâu. Và mình thở hết ra. Sau đó bạn xoay cái người mình hướng về hướng cái đầu gối bên phải của mình. Xoay cái lưng hướng về hướng đầu gối bên phải. Bạn đã cảm giác bắt đầu là cái lồng ngực mình hơi xoắn một chút, cái lưng dưới của mình hơi xoắn một chút. Bạn đặt hai tay lên đầu gối phải của mình, giữ đây một chút xíu. Sau đó bạn chống ngón tay xuống sàn. Và bạn bò từ từ, bạn đi các ngón tay, bạn đi theo hướng cái đầu gối bên phải của mình ha. Đi ra một chút, đi ra một chút, cho tới khi bạn không thể đi được nữa thì bạn rướn vai về trước và giữ lại. Hít vào dài, thở ra nếu được hãy bò ngón tay thêm một chút nữa. Và nếu bạn thấy thoải mái, bạn có thể hạ luôn cái cùi chỏ của bạn chạm xuống sàn. Mình sẽ ở tư thế này, nếu không được bạn chỉ cần giữ bàn tay và rướn lưng ra thôi. Nhớ là đừng nhấc cái mông bên trái của bạn lên khỏi sàn nha. Giữ cái đầu gối trái ấn xuống. Một nhịp nữa thôi, hãy cảm nhận vào cái lưng bạn đang được kéo. Bạn rướn về trước này, thay vì còng xuống thì hãy rướn nhiều về trước. Sau đó nâng lên, kéo tay về gần đầu gối. Nâng người, ngồi thẳng lưng. Mình đổi qua bên kia, hướng cái người xoay về bên trái, theo cái hướng đầu gối trái. Và hạ từ từ lồng ngực xuống đầu gối bên trái của mình. Sau khi thấy thoải mái, bạn hãy chống hai tay xuống sàn. Ở giữa hai tay là cái đầu gối của bạn. Bạn rướn ra thêm một chút. Nào đi thêm một chút xíu nữa, đi theo cái khả năng mà cơ thể bạn có thể rướn được. Và nếu thoải mái, bạn hạ luôn cái cùi chỏ bạn xuống sàn. Nếu không thì cứ chống bàn tay và kéo dài lưng ra. Nào hít một hơi dài và thở dài, bạn chống ngón tay, nâng người lên lên và mình quay trở lại, hai tay đặt lên gối. Bây giờ cái thắt lưng là cái điểm trụ ở giữa, bạn sẽ xoay cái người bạn xung quanh cái thắt lưng của mình. Tay bạn đặt lên gối, nào bạn rướn qua rướn y chang như lúc nãy mà mình rạp về bên gối phải nè. Sau đó bạn quạt về phía trước, rồi bạn rướn, rướn như là lúc nãy mà mình rướn qua trái. Rồi bạn đưa hết về phía sau. Rồi xoay tròn một vòng, rướn về trước, qua bên trái, cuộn ra phía sau, một vòng cuối cùng, rướn
vươn về các hướng, bạn xoay quanh cái trục thắt lưng. Sau đó mình xoay 3 vòng theo cả cái chiều ngược lại. Vươn ra, kéo giãn. Một vòng nữa thôi, bạn rướn người, xoay tròn lưng. Và sau khi kết thúc, bạn quay về vị trí trung tâm. Từ vị trí này, mình sẽ hạ người ngồi vào tư thế em bé. Với hai cái bàn tay bạn đưa về trước, bạn mở rộng hai đầu gối ra bằng với hông của mình. Bám hai tay, úp cái mu bàn chân của mình chặt dưới sàn. Từ hai bàn tay này, bạn đẩy cái mông mình nhìn về sau, ép xuống, chạm trán xuống, thở ra. Mình lặp lại vài nhịp như vậy ha. Hít vào, bạn đưa cái người về vị trí phía trước. Sau đó bạn nhấn mông, cảm giác cái mông mình đưa xa ra, xa ra, xa ra, nhấn hết về sau và rạp trán của bạn xuống luôn. Tiếp tục hít vào, đưa về trước. Tập trung vào mông, nhấn mông kéo ra sau, kéo dài về phía sau, ép vai xuống, nhấn mông. Hít vào, bạn đưa về trước, rửa người dài. Rồi thở ra, ép về phía sau, nhấn mông, ép vào, thở ra. Và một nhịp cuối cùng, hít vào, bạn rửa về trước. Và lần này bạn khép cái gọn ngón chân cái của bạn chạm vào nhau. Bạn nhìn về sau, nhìn từ từ cho tới khi bạn cảm thấy mông mình thoải mái ở gót chân. Bạn hạ trán xuống và thả lỏng bàn tay của bạn xuống. Đây là tư thế em bé. Nào hít thở dài. Mỗi hơi thở, bạn cảm giác vào đốt sống xương cụt của mình, đốt sống cuối cùng. Bạn kéo nó về phía sau một chút. Không hẳn là bạn kéo được đâu mà bạn dùng ý thức rướn nó về phía sau. Sau đó mình sẽ vặn cái người mình qua bên phải, nằm rạp xuống đầu gối bên phải, giống như là cái động tác ban đầu mình làm nha. Bỏ hết hai cái tay bạn, nằm rạp ngực xuống đầu gối bên phải của mình và bạn trượt hai tay về phía trước. Sau đó bạn nhấn người xuống, cảm giác cái người, cái lồng ngực của mình đang nằm rạp lên đầu gối bên phải và cánh tay bên trái của bạn căng lên. Cố gắng đừng lật cái mông ra khỏi cái gót chân mà mình nhấn cái mông bên phải vào cái gót chân bên phải của mình. Nào giữ ở đây. Có thể bạn hơi căng cái cánh tay trái và cái lườn trái của bạn một chút. Không sao hết nha, cứ bám chặt nó dưới sàn. Rồi vẫn giữ người là dưới mặt đất, mình quạt về phía trước. Rạp xuống vào tư thế em bé, ép người xuống sàn. Sau đó mình bò qua cái đầu gối bên trái, nào kéo qua cho tới lúc mà cái ngực gác được lên gối trái. Bám xuống và rạp qua đầu gối trái của mình. Và mình giữ ở đây. Đem hết cảm giác của bạn vào phần lưng dưới. Bạn thấy nó đang hơi kéo căng. Bạn thấy lườn bên phải của mình cũng căng, cánh tay phải của mình cũng đang giãn ra. Một nhịp nữa thôi, mình hít vào sâu. Cho mình quay về giữa và hạ xuống trong tư thế em bé. Vào lỏng trán xuống luôn. Sau đó kéo hai bàn tay đặt về gần khuôn mặt. Mình nâng người lên vị trí 4 điểm, hai bàn tay và hai đầu gối lại mở rộng, hai chân bằng hông trở lại. Mình sẽ tập một vài cái động tác con bò và con mèo. Hai bàn tay bạn bám chắc, bạn hạ thắt lưng xuống. Sau đó bạn kéo từ lỗ rốn, kéo lên ngực, rồi cầm lên, uốn cong lưng của mình, hít vào. Thở ra cuộn tròn lại, từng đốt sống của bạn gập lại, gập vào trong, cuộn tròn vào tư thế con mèo.
hít vào, bạn uốn lưng lên, thở ra bạn cuộn tròn lại, cuộn sâu vào. Hít vào, uốn cong lưng, rướn người ngẩng mặt lên. Và thở ra bạn cuộn tròn lại. Một nhịp cuối cùng, hít vào. Mình vào tư thế con mèo, hạ thắt lưng, uốn cằm lên. Sau đó mình cuộn vào tư thế con mèo. Và mình quay về giữa, về vị trí trung tâm. Bạn lắc nhẹ hông về hai bên, lắc qua phải, qua trái, lắc nhẹ nhàng qua. Sau đó bạn nhón mũi chân, mình sẽ vào tư thế chó úp mặt. Hai tay bám, nhón chân, bạn bắt đầu rướn hết lưng mình, kéo giãn ra sau. Bám chặt bàn tay này, hai, ba, đợi vai, đợi rướn ra. Nếu mà bạn chưa thẳng được chân, hãy khuỷu đầu gối và nhấn lưng cao lên. Kéo giãn hết lưng, bạn có thể lắc nhẹ mông về hai bên, lắc qua, lắc lại. Bạn cảm thấy sự di chuyển của cái mông của mình làm cho cái thắt lưng mình đang được giãn ra đó. Nếu bạn thẳng được chân, bạn hãy rướn người theo hoàn toàn vào tư thế chó úp mặt như vậy. Sau đó bạn bước từ từ, từng bước một cho tới khi bạn đi lên tới đầu thảm của mình. Từng bước. Và chân bạn sẽ nằm vào giữa hai bàn tay. Từ vị trí này bạn khuỵu cái đầu gối, khuỵu nhiều vào giống như là mình đang ngồi lên cái ghế. Cúi cái đầu xuống, bạn lắc vai nhẹ về hai bên. Cố gắng khép hai bàn chân của mình vào luôn. Lắc qua, lắc lại. Sau đó bạn giữ mông ở vị trí trung tâm. Đưa hai tay ra, tay này nắm lấy cái cùi chỏ của tay kia. Và cái đầu bạn sẽ chui vào giữa. Mình sẽ cùi cái người đây. Nếu được bạn thẳng cái gối ra một chút xíu. Rồi, cùi người giữ lại. Lắc người nhẹ nhàng, lắc chậm rãi thôi để không mất thăng bằng nha. Qua phải, qua trái. Lắc vai qua phải, vai qua trái. Đây là những cái động tác khá là đơn giản và khá là dễ hiểu, nhưng mà nó sẽ kéo giãn được cái thắt lưng của bạn rất là nhiều. Nào, mình giữa hoàn toàn ở đây. Bạn cảm giác cái phần này của mình này nó được kéo căng ra nhờ lực của cái mông nặng phía sau và cái đầu nặng về phía trước nè. Mình giữ lại nha. 1 2 3 4 và 5. Mình thả lỏng ngón tay ra, mình cuộn lưng lên từng đốt một, từng đốt một cuộn cho tới lúc cái người bạn đứng hoàn toàn lên. Và bạn mở vai ra, đứng thẳng lưng của mình lên luôn. Sau khi đứng thẳng lên, bạn đưa hai tay chống lên hông. Và mình sẽ bước chân bên trái của mình về cùi thảm, cùi cái gần cùi cái mép thảm của mình luôn nè. Chân phải của mình thẳng về trước, chân trái ra sau. Mình cảm nhận được cái độ mở của cái hông của mình nha. Sau khi bạn chống được tay, bạn cảm giác là cái chân này nằm vào giữa cái chân phía trước nè. Nó sẽ giống vào giữa cái bàn chân phía sau. Đừng để nó chật quá ha. Mọi thứ nó nằm trên một cái mặt phẳng ngang. Bạn chống hai tay lên hông. Nào, mình sẽ đánh cái mông bên trái của bạn về phía sau nè. Đánh hết về phía sau và bạn rướn tay bên phải của mình về phía trước. Nào, rướn ra nở, vươn ra. Cho tới khi mình đáp xuống và nắm lấy cái cổ chân của cái chân nhảy sàn. Sau đó mình lật cái hông bên trái của mình lên và nhìn lên trời. Bạn có thể giữ ở đây hoặc là bạn có thể vươn tay trái của mình lên luôn. Nào, nắm chặt cái cổ chân của chân nhảy sàn. Rướn lên, hít vào sâu. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Một nhịp nữa, hít vào. Bạn lại chống tay bên trái lên hông, nhìn về phía trước. Và mình dùng lực từ tay phải nâng người mình lên. Lên nhẹ nhàng. Và đóng chân bên phải của bạn. Bạn mở dọc cái chân trái về phía sau, mở ngang nó ra 90 độ. Sau đó bạn rướn tay trái về phía trước. Nào, mặt đánh cái hông bên phải của bạn về phía sau hông này, về phía sau chân phải này.
Bạn rườn tay trái vươn ra nữa, vươn dài ra, dài ra nữa cho tới khi bạn muốn đáp xuống thì bạn nằm lấy cái cổ chân, xoay cái hông bên phải lên trời, nhìn lên. Và bạn vươn tay phải của mình lên, mắt nhìn theo ngón tay phải trên trời. Và hít thở dài, hít dài, thở ra sâu và dài. Một nhịp nữa thôi, hít vào. Rồi bạn chống tay lên hông và bạn nhấc người lên, lên, lên luôn. Đóng cả hai chân của bạn về phía trước màn hình. Hai cái chân bạn bám chắc nha. Bạn chống tay lên hông và bạn sẽ đánh cái mông bạn ngược về phía sau. Nào, bạn đánh mông về sau, bạn rướn người về phía trước. Cúi xuống, cúi xuống, cúi sâu xuống. Sau đó bạn chống tay xuống sàn, đẩy cái người nâng lên. Cúi xuống một chút, thở ra. Cố gắng đẩy cái mông của bạn cao lên. Hít vào, bạn nâng lưng lên. Cúi xuống, thở ra. Một nhịp nữa thôi, hít vào, bạn nâng lên. Và cúi xuống, thở ra. Nếu bạn có thể chạm được cái cùi chỏ tay xuống sàn thì bạn thả lỏng đầu và chạm xuống, bạn giữ ở tư thế như thế này. Nếu bạn chưa chạm được, bạn hãy cứ chạm bàn tay và đẩy cái mông mình về phía sau. Đẩy hết về phía sau và giữ lại ở đây thôi. 2 3 4 và 5. Từ từ chống tay phải vào giữa hai cái bàn tay của mình và xoay mặt về trái, mình lật tay trái vươn lên trời, hít vào, mở vai trái rườn cao lên. 2 3 4 và 5. Thế chỗ tay trái vào tay phải như sàn, bạn lật tay phải vươn lên. 1 2 3 4 và 5. Rồi từ từ hạ xuống, hai bàn tay bám, lắc nhẹ vai về phải, về trái. Và bạn khuỵu gối, khuỵu từng đầu gối một, đầu gối phải khuỵu, đầu gối trái khuỵu. Và mình ngồi lên cái gót chân của mình. Từ vị trí ngồi lên gót chân, bạn hãy để mông mình qua một bên và đá hai chân về phía trước. Mình sẽ chuyển qua các tư thế, tập trung hết vào phần nằm giữa lưng, nằm dưới mặt đất của mình ha. Bạn hãy nằm hết cái lưng dang ngang hai tay và khuỵu cái đầu gối, mình ép cái đầu gối sát vào lưng, sau đó bạn gỡ tay ra. Lúc này bạn cảm giác là cái lưng dưới của mình đang chạm xuống dưới sàn. Mình bắt đầu nghiêng nhẹ nhàng hai cái đầu gối của mình về hai bên nha. Nghiêng qua bên phải, nâng lên. Rồi nghiêng qua bên trái, nâng lên. Mình sẽ lặp lại như vậy. Khuỵu đầu gối, bạn không cần phải dùng lực nhiều. Bạn kéo sát cái gối vào ngực của mình là được. Và nghiêng qua, nâng lên, nghiêng lại. Vừa lắc vừa cảm nhận vào phần lưng dưới của mình nhiều hơn. Sau đó bạn quay hoàn toàn vào vị trí ở giữa. Mình sẽ đá cái hai cái chân cao lên một chút, bạn nhìn lên, bạn nhìn thấy cái mũi chân của mình là được rồi. Sau đó mình khuỵu cái đầu gối của chân bên phải vắt ngang qua thì nó sẽ vào vị trí như vậy. Chui tay phải vào cái lỗ ở giữa cái hõm của cái chân nha, và quạt tay trái ra ngoài. Mình sẽ ôm cái đùi trái và kéo cái đùi trái sát vào người của mình và bẩy cái đầu gối bên phải xa ra. Và mình sẽ giữ ở tư thế này. Bạn cảm giác là trong cái việc mà mình khóa cái tay vào cái đùi và bẩy cái đầu gối thì cái lưng dưới của mình nó nhìn xuống sàn được nhiều hơn. Lúc này là lúc mình thư giãn cái lưng dưới. Cái đối với cái chân bên trái, bạn có thể đẩy căng và chỉ cái mũi chân đạp, đạp như là mình đang đạp vào bức tường như vậy, hoặc là bạn để lỏng nó ra thì cách nào cũng được nha. Tốt nhất là bạn đạp ra, còn không thì bạn cứ để lỏng. Và mục đích cuối cùng đó là phải nhận được cái lưng dưới của mình xuống sàn nhiều hơn, ép chặt xuống giữ dưới sàn. Mình giữ đây 5 hơi.
Sau đó bạn từ từ gỡ hai tay ra. Và mình lại kẹp hai cái đầu gối. Dùng lần này bạn dùng hai tay ôm và ép đầu gối sát vào ngực của mình để thắt lưng nhìn xuống sàn. Và mình đổi bên. Bạn dùng cái đầu gối trái, cái chân trái gác qua cái đầu gối bên phải. Sau đó chui cái tay trái vào cái lỗ dưới cái bắp chân và ôm lấy cái đùi bên phải của mình. Sau khi bạn ôm được rồi, bạn chỉnh lại cho cái thắt lưng mình nằm dưới sàn. Và mình kéo cái đầu gối bên phải sát vào, bẩy cái đầu gối bên trái xa ra. Và giữ ở đây. Và nhẹ nhàng bạn gỡ hai tay ra, khép đầu gối vào, ôm chặt gối của mình vào lồng ngực, lắc nhẹ lưng, lắc nhẹ nhàng về cả hai bên, lắc cho cái thắt lưng bạn thư giãn ra. Sau đó bạn sẽ chống hai bàn chân mà đạp xuống sàn, đạp ở vị trí mà hai chân bạn vuông góc. Bạn hãy rườn thẳng hai tay của mình vươn qua quả đầu, kéo dài ra. Mình sẽ nâng từ từ từng đốt sống lên, giống như là lúc bạn tập tư thế con bò với con mèo, mình uốn cái lưng cong như thế nào. Bây giờ mình uốn từng đốt sống như vậy nè, lên, 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 hít vào, xuống, xuống và ép thắt lưng xuống, thở ra. Nhịp thứ hai, hít vào, nâng lên từ từ. Mình hạ xuống, thở ra. Nhịp thứ 3, hít vào, bạn xiết đùi lại, đạp chắc chân, nâng mông lên. Hạ xuống, thở ra. Hít vào, kéo cao lên nữa, xiết mông lại, rườn cao ngực. Rồi bạn thở ra. Nào mình tập nhịp cuối cùng. Hai bàn chân đạp chắc, nhấc mông bạn lên. Cao lên, cao lên, cao lên, rườn lên. Sau đó bạn thở ra và thắt lưng xuống dưới sàn. Bạn trượt thẳng cái chân trái chạm xuống sàn. Bạn đá chân bên phải của bạn cao lên trời, đá hoàn toàn thẳng lên trời. Sau đó mình sẽ đánh một vòng qua bên này rồi qua bên kia ha. Mình sẽ đánh cái chân qua lại như vậy. Nào đánh hết qua bên trái, nâng lên, đánh qua phải, lên, qua trái, lên, qua phải, lặp lại như vậy. Lên, xuống, lên, hạ xuống. Hai nhịp nữa, nâng lên, quạt qua, nâng lên, hạ xuống. Nhịp cuối cùng, nâng lên, lần này bạn quạt hết về bên phải, bên trái của mình. Dùng tay trái, bạn nhấn cái đầu gối trái ép xuống sàn và dang ngang tay phải ra. Mình sẽ xoay cái khuôn mặt bạn về bên phải của mình. Nào giữ ở đây. Sau đó bạn nhấc từ từ lên và trượt thẳng chân phải ra trở lại. Mình sẽ đổi bên, giữ cái người bạn nằm ngửa thẳng ra, đá chân trái lên và bạn quạt qua, bẩy về bên phải, nâng lên, bẩy về trái, tiếp tục lên, xuống, lên, ép xuống, tiếp tục bẩy qua. Bạn tập theo cái cảm giác của mình ha. Nếu bạn muốn nhấn xuống nhiều hơn, bạn hãy nhấn nhiều hơn. Nếu bạn muốn đá cao hơn, bạn cứ thẳng chân ra. Nào một nhịp cuối và bạn vẫn vặn qua luôn nè. Nhấn cái đầu gối bên phải, dùng tay phải ép xuống. Và bạn xoay vai, vặn vai, xoay về bên trái, xoay khuôn mặt mình về bên trái luôn. Mình giữ đây một vài nhịp. Sau đó mình quay từ từ về giữa.
quay về giữa thảm và trượt cả hai chân mình dài ra. Hai tay mình rướn qua quả đầu, bạn kéo căng người ra thành một đường từ mũi chân tới mũi tay, ưỡn căng người rướn hít vào. Và thở ra bạn nắm hai tay chìa lên trời, sau đó rớt đột xuống, rớt lỏng xuống mặt sàn. Bạn xiết hai cái mũi chân nhấc lên khỏi sàn, rớt đột xuống mặt sàn. Bạn nhấc cái mông mình toàn bộ người nằm nguyên, bạn chỉ nhấc cái mông gồng lên thôi, rồi hạ xuống. Lặp lại lần nữa, xiết chặt chân, nhấc mông lên, hạ xuống, rồi nhấc lồng ngực lên, hạ xuống, lắc lư cái thắt lưng. Bạn tìm vị trí mà cái thắt lưng mình ở vị trí thoải mái nhất. Nào đặt hai tay lên bụng của mình, hít vào một hơi sâu, thở dài ra. Lặp lại vài lần như vậy, hít sâu, thở ra sâu. Hít vào một nhịp thật dài, vươn tay qua quả đầu, bạn kéo căng cái người mình lần nữa, ôm gối vào ngực của mình. Bạn vặn nghiêng người, đổ nghiêng về một bên, và bạn chống tay nâng người ngồi lên, ngồi vào giữa thảm của mình. Từ đây bạn dùng hai bàn chân mình chạm vào nhau, thay vì kéo sát hết vào bên trong người, bạn đưa xa nó ra một chút, xa về phía trước. Thường là kéo sát vào để giúp cái hông mở ra, còn đẩy ra mình sẽ tập vào cái động tác rướn lưng nha. Đặt hai tay lên gối. Nào mình ưỡn cái cằm về phía trước, rướn ngực về phía trước, ép xuống, thở dài ra. Hít vào nâng lên, thở ra ép về trước, rướn ra. Nâng lên, và lần này rướn ra. Nếu được bạn dùng tay bắt lấy cái ngón chân, ngón chân của cái chân nhảy sàn, và trườn vai về phía trước. Nếu bạn dẻo hơn, bạn có thể nằm rạp được cái đầu của mình xuống luôn. Còn không, bạn cứ giữ ở đây nè, và rườn vai ra. Rườn ra nào, nhắm mắt, hít dài, thở ra dài. Nếu được, mỗi nhịp thở mình xuống thêm một chút, thở mình để rớt cái ngực xuống một chút. Sau đó mình chống hai tay và nâng lên, từ từ lên, lên, lên. Và bạn khép hai bàn chân của mình vào, lắc lư hai cái đầu gối với hai bên mắt qua, lắc lại hai gối của mình, kéo hai chân lại nghiêng về bên trái của mình, hít vào ép quá, thở ra, thở ra, thở ra, thở ra, thở căng quá. Nâng lên, nghiêng về bên phải của mình, thở ra, thở ra, thở ra, thở ra, nhẹ ra. Nào vươn cả hai tay lên trời, hít vào rướn lên, kéo dài lưng và chắp hai tay về trước ngực, mình thở dài ra. Namaste. Cảm ơn bạn đã tập cùng Thương và Yogi Travel trong cái bài tập vừa rồi. Hy vọng là đã kéo được, giãn được cái phần thắt lưng, giúp bạn thoải mái hơn, dễ ngủ hơn và quay lại cái bàn làm việc dễ dàng hơn nha. Hẹn gặp bạn vào bài tập lần sau nha. Nhớ bấm nút đăng ký, like và share hoặc là comment bên dưới cho mình biết ý kiến của mọi người sau khi bạn tập bài này. Tạm biệt mọi người.